Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Thì hôm nay như yêu cầu các bạn thì mình sẽ thức tỉnh từ tập Cyborg V1 lên tập Cyborg V4. Nhưng một điều đặc biệt ở video hôm nay đó chính là mình sẽ sử dụng vòng quay của những chiếc quỷ màu tím. Tuy nhiên tập Cyborg chính là một trong những tập khó lấy nhất hiện tại, nên là bây giờ mình phải lên wiki để có thể tìm hiểu cách lấy tập Cyborg nha. Thì như nãy giờ tìm hiểu á, chúng ta có hai cách để có thể kiếm được cái khi gâu đen ha. Và cách đầu tiên đương nhiên chính là cách dễ nhất, là cách săn Cbiz. Nhưng mà ra Cbiz không thì không biết. Ra Cbiz rồi phải ra khi gâu đen nữa, nghe có vẻ no hope ha. Chỉ hơi hấp tỷ lệ nhưng mà em tin là mình sẽ làm được á. Rồi anh đang xài cái Cbiz hình tờ nè, mong nó sẽ ra Cbiz nha. Mà công nhận lâu rồi nha, ở Cba nó giờ đi chắc phải 50 con Cbiz ra quýnh mình rồi đó. Admin vui lòng. Ôi dạ ôi. Em. Sao nó dính cái thiền mình vô luôn vậy, what the hell. Ê anh không lái, anh này anh bỏ thiền. Đi chợ rồi, đi tìm kho báo, đi tìm kho báo của mấy hải tặc này, cũng đi tìm kho báo cái nào. Mày hả con, hạ gục nó trước khi nó đánh bại cho mình đi phố. Tao mới là vua hải tặc tương lai, kho báo của tao. Rồi 100 phát mình. Đi tiếp hồi nào thiền trưởng, quên nữa anh cứ bỏ thiền hoài, anh không làm thiền trưởng được phố ơi. Anh là kiểu mấy thằng kiếm sĩ phố ơi. Gì anh ga chào mệt chứ. Anh chàng này hài vậy. Em buồn có nhớ về anh hay nhớ về ai? Nỗi buồn này không thể thâu, nỗi nhớ em mà lại càng tăng thêm. Cbiz Black. Ủa em không bất ngờ hả? Cbiz vậy hả? Ai không ai. Ủa má, mình tính chịu hồi cho anh đó mà ai ngờ nó không bất ngờ gì chứ. Quýnh nó phút. Ôi các bạn ơi, mình mới làm cuộc hành trình đi khắp bản đồ đó phút mà vẫn không ra Cbiz luôn, what the hell. Mấy cái hòn đảo đó giống hòn đảo của dấu tiền quá, anh thử lên đó đi. Rồi rồi, để tôi cho thuyền trưởng. Có ai không? Ui anh lượm được 1000 bê liu tới đây nè. Ồ anh lượm đợi tôi chứ. Mày lừa tao lấy kho báo của mình đó mày. Em nghĩ ấy ấy gá kìa. Bị chôn rồi. Chôn hình. Thấy không các bạn cứ làm liên tục mấy lần thế nào cũng tưởng là thiệt à, quá dễ lừa thiệt. Ok thì sau 10 tiếng đồng hồ mà tụi mình đi tìm Cbiz và kết quả là không có con Cbiz nào xuất hiện cả, nên là bây giờ mình phải đổi qua phương án thứ hai thôi, đó chính là phương án gì biết không? Phương án gì? Nhặt gương hả? Chứ gì nữa, em tin anh có thể nhặt cái gương này là ga luôn không? Tao nhặt đi. Bum. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi khắp C2 để có thể nhặt gương nha các bạn. Thiệt con này nha, đụng cái ra luôn á. Nè, cái này đúng không? Cái này không phải luôn. Rồi cái gương này chắc chắn luôn. Cay quá. Các bạn ơi, tập Cyborg đúng là tập khó lai nhất nha. Nó tốn mình gần khoảng mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Rồi đứng game luôn rồi. Tôi muốn dừng lại quá. Ok các bạn ơi, nói chung thì có công mà sắt có ngày nên kim thôi, không sao hết, mọi chuyện mới bắt đầu thôi đúng không các bạn. Mình nghi ngờ là kho báo đang được giấu trong ba căn nhà này đúng không? Chuẩn rồi. Ôi ra rồi, biết ngay mà. Yes. Đây rồi, bước tiếp theo của chúng ta đó chính là đưa cái key nào vào trong nhà máy nha các bạn. Rồi let's go. Được rồi Phúc ơi. Bây giờ thì chúng ta phải đi tìm một ông NPC bí ẩn nha các bạn, để có thể mua chip ở đây nè. Thì để mua chip này chúng ta cần phải có 1000 fragment. Ôi tỷ lệ mà quýnh ra được cái core brand nó khó lắm nha. Em sẵn sàng đó, anh bấm nút đi. Đi nha, let's go. Ui để xem coi ai là người xài chiếc control mạnh hơn nè. Ây da, thằng này mạnh quá Phúc ơi, nó múa ghê quá. Nó chạy vãi trưởng thật chứ. Mày múa đi con. Mày vậy mày múa nó đi. Con này sợ quýnh không kịp thời gian là despawn nha. Ủa có thời gian nữa hả? Mày cút. Mày cút. Ủa chưa nữa. Gọi cút. Ôi không ra. Ôi mày cút. Mày cút. Được không? Không được luôn. 13 ca máu kìa. Phốt phốt dứt nó. Rồi cút nè, cút nè. Ra không? Không ra luôn. Mày nữa. Con nữa. Một con này. Con này chắc chắn sẽ ra. Con này ra. 1 minute later. Ok các bạn, thì sau 14 con cuối cùng mình cũng đã lấy được cái core brand của con lo nha. Và yeah, đương nhiên đó là một hành trình khá là dài, nên là bây giờ mình sẽ đi lấy tập Cyborg đây. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm vô cái nút này. Đó. Ui đâu cái cổng đâu dưới này nè. Ui có NPC bí ẩn nè, để nói chuyện thử nha. Chuyển tập Cyborg với 2500 rất mạnh hả. Thôi với số tiền bây giờ mình bỏ ra để mua chip thì cũng không đáng là nhiều đâu, mua luôn dứt. Wow, anh biến thành tộc Cyborg rồi. Thay đổi là gì vậy? Ui nó có cái máy móc trên mặt anh kìa. Rồi thì sau 10 tiếng đồng hồ mình đã thức tỉnh được tộc Cyborg V1 nha các bạn. V1 mình phải công nhận là tộc này khó lấy thiệt. Ok và chiếc quỷ đầu tiên mình dùng để thức tỉnh lên V2 đó chính là trái Shadow. Yes sir, trái đầu tiên là trái Shadow.
Ok, trái này cũng sẽ khá là ngon nên là mình sẽ lấy trái Shadow ra nha các bạn. Đây rồi, bây giờ mình có trái Shadow vĩnh viễn mà cũng khá đơn giản thôi. Thì nếu như mà các bạn có thắc mắc là Vidac hiện tại đang ở đâu thì Vidac đang đi học rồi, nên là tầm khoảng tối thì Vidac sẽ về để thức tỉnh cùng với mình ha. Nhưng mà không sao, mình đã làm điều này tới 3 lần rồi, không lẽ mình không biết tìm mấy bông hoa ở đâu đúng không các bạn? Ok, thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đương nhiên là phải đi vô khu rừng này và đi tìm ông tiến sĩ. Đâu rồi, à đây. À rồi, cho tôi nhiệm vụ đi. Oh my god, nhiệm vụ lần này vẫn là tìm 3 bông hoa nữa. Hiện tại thì trời vẫn đang còn sáng nên là mình sẽ quyết định đi tìm bông hoa màu đỏ trước nha các bạn. Bởi vì bây giờ thì bông hoa màu xanh nó vẫn chưa xuất hiện đâu, nên là thôi cứ đi tìm bông hoa màu đỏ đi. Mình chắc chắn là đang trồng trong biệt thự các bạn ơi. Chúng ta vẫn còn cây xin cây. Hello, đây rồi, một bông hoa đầu tiên chúng ta đã có được hoa màu đỏ. Ui, ra rồi, yes sir. Và bây giờ chúng ta phải đợi hoàng hôn buông xuống để thức tỉnh sức mạnh bóng tối. Thì như các bạn thấy đó, trái Shadow này di chuyển khá là chậm, nhưng mà để lấy được bông hoa màu xanh thì chúng ta cần phải đi qua rất là nhiều đảo. Đó là bây giờ mình quyết định sẽ sử dụng bung để đi tới đó nha. Các bạn ơi, cái này nó khó di chuyển quá, nó còn khó hơn trái Shadow nữa. Ôi, mình không muốn mất trái Dragon đó các bạn. Ôi, trời, một đảo duy nhất luôn. Yes sir, lần này hên với ta. Hello tiến sĩ, tôi đã đem bao hôm qua cho ông rồi đây. Bao nhiêu tiền? Vẫn là 500.000 Bailey. Ồ, khi mà thức tỉnh lên V2 thì chúng ta sẽ được tăng defense. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại chỗ chuồng chó của admin để có thể thức tỉnh lên V3 nha các bạn. Đây rồi, một nơi bí ẩn. Ủa, nhiệm vụ lần này sẽ là gì đây? Mấy cái tập trước thì có vẻ hơi khó nhưng mà chỉ cần một trái quỷ thôi sao? Nè, nhiệm vụ này dễ quá vậy. Nhập code đăng ký trên Crazyland và random trái quỷ. Trái này là mình mới lấy trong kho đồ ra nha, chứ không phải là random đâu. 2 triệu Bailey và mình đã nâng cấp lên được thành cái title mới, đó chính là War Machine, cổ máy chiến tranh. Uầy, chiêu thức mới mình nè, Energy Core. Ôi, chỉ với một cái chiêu này thôi mà gây ra được 5.400 đam lận. Khá là mạnh nha, mình thích cái này đó. Ok, và để tỉnh được tập V4 thì mình sẽ quay trái quỷ tiếp theo. Đó chính là trái... Ôi, trái đất à. Là trái Shadow hả? Không, trái đất bình thường luôn á. Ê, mặt trời đang lặn xuống lên ơi, leo lên cây đi lên ơi. Ok, thì đương nhiên mình vẫn có trái đất vĩnh viễn nha các bạn. Let's go. Anh Lê anh tới đây, full moon đây các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi thức tỉnh tập nha. Rồi, đếm đi. 3 2, 1, let's go. Ôi, tập xe bot bật lên nhìn ngầu quá à. Mình chưa thức tỉnh tập xe bot lần nào nên. Ủa, sao cái phòng có chút xíu à? Survival, the bomb, quay. Tên lửa đèn rơi xuống nữa rồi, cái gì vậy? Tập của anh phải chạy né mấy chiếc bom nè. Tính ra cũng dễ chứ. Rồi, đứng yên có khi thắng luôn á. À, dần nha. Ôi, à, mình bay lên trời được đúng không? Ê. Hiện tại mình đang tháo cái tóc ra để cho thấy cái xe bot V3 ngầu hơn nha các bạn. Đại chiến ninja. Đại chiến ninja là thứ nhất. Mày giết hết luôn, tao giết hết luôn. Anh giết hết luôn nè chứ đó, một thằng. Mày, ai da, ui. Trời, còn nhiều máu không? Chơi lớp khó chịu các bạn ơi. Mày, hút, mày. Cút. Cái gì chạy? Ủa, thắng hả? Thắng sao vậy? Ôi, lần này em sử dụng trái đất không biết chạy kịp cái hình tròn này không đây. Let's go, đua nè mày. Đua. Yes sir. Ôi, mình chuyên nghiệp chống việc này quá à. Rồi, gear đầu tiên nè. Mình sẽ chọn gear màu vàng. Yes sir, tại đây là gear đầu tiên mà. Được cái title mới kìa. Bây giờ mình sẽ đi nói chuyện với cục màu đỏ này tiếp nha các bạn. The Red Hat. Và đương nhiên mình làm cái này quá nhiều rồi, chúng ta cần phải đi luyện tập đúng không? Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Xin lỗi mày đắt, nhưng mà anh phải bật tập lần thứ nhất. Let's go. Và lần bật tập thứ 2. Và đương nhiên sau 3 lần bật tập thì chúng ta đã có thể mua được cái chip tiếp theo đúng không? Chuẩn không? Yes sir, chắc chắn như vậy rồi. Và giá nó là 1.000 phát mình nha. Và để thức tỉnh gear tiếp theo mình sẽ quay trái quỷ tiếp theo luôn nha. Và đương nhiên cái đó sẽ là trái... Ê, đừng chơi chớp nha. No, flee. Làm sao anh có thể thắng bằng cái chớp được? Rồi, sẵn sàng vô đếm nha. 1, 2, 3, vô nè Vy Đắc. Sao thắng Vy Đắc bằng cháy chớp được các bạn? Ây da, nhớ nữa bị tên lửa gói xuống đầu các bạn, đang nhắn tin với bạn fan chứ. CDK và lại cái... Ui. Trận đấu này mình chỉ xài le thôi nha các bạn, chứ xài cháy chớp thì có vẻ hơi lỏ. Mày đừng nhận cái cháy chớp. Nó nhận cái cháy chớp. Mày. Đừng nhận cái cháy chớp được không? Mày đây. Dạ. Anh xin lỗi được không? Anh lại làm chuyện này nữa rồi. Anh chỉ điên. Chuyện rồi 4 trận nào mình cũng hùa hết trơn á. Này thì thức tỉnh. Anh xin lỗi được không? Anh là người có tập 4 chứ không phải là em rồi. Chết chết thì chắc chắn không bay lại đúng không?
No, chứ chớp này lỏ quá. Hên là nãy anh thức tỉnh tập 14 trước á, chứ mới với chớp đâu biết sao thắng em nữa. Không sao, dù sao thì bây giờ cũng đã có được gear tiếp theo rồi. Chọn màu nào giờ? Xanh nước biển thì nó chịu hồi mấy cái cục kia, farm quái mạnh lắm. Màu xanh nước biển, let's go. À, nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyện với con Redhead này đúng không? Yeah, vẫn như cũ, hãy đi cài cấp đi, cài chai lên VIP. Ui ui ui, phút phút phút, cái sò, chả như cái sò lẹ. Đánh lỡ gà cháy 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 Kitsune. Đúng đúng đúng, đi 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 ở đây đi. biển đây, let's go. Ôi kìa, tao nói kìa, quất mày. Ôi có ai đó kìa, hát hả? Giết What tôi, the hell? Giết tôi, Xong tôi, xong tôi. Mày hát. Mày anh cứ đứng này nè, không phải nó cũng bay Mày nha. được không? Yes. Ôi không được chết Ê, quỷ em hả, em rồi. hả? Em được được chết spider. Đâu, đâu, đâu? Em cho anh á. Đâu rớt rồi, thử coi. Ui Real nè. Thằng kia nó muốn chơi mình cho là anh ơi, thằng kia nó cay, thằng hách này nó cay. Mày hách. Mày ảo à, mày ảo hách cơ hách lọ. Là mạnh, hách là mạnh. Mày ảo à, hách cơ lọ. Bật tập lần thứ nhất. Cái ghi màu xanh nước biển á là khi quýnh con quái nó sẽ tạo cái vòng tròn dưới chân nó nè, coi nè, thấy không? Nó bị giật đam từ từ nè. Ôi sao thanh niên này cứ crazy lên phát hoài ta, ai vậy? Nó rủ lên thích tỉnh tập kìa, đi không Phú? Ok các bạn, thì thanh niên nó muốn mình thức tỉnh tộc chung thì đương nhiên bây giờ mình sẽ con trái quỷ tiếp theo để thức tỉnh nha. Ôi rồi rồi, xong 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 trái mochi các bạn, một trong trái tủ của mình luôn rồi. Thanh niên lần này muốn biết Crazy Land Fact Hero đúng không? Đây rồi các bạn ơi, ông chùm mochi nha. Rồi bây giờ mình sẽ ôi chưa đủ nữa, được chưa, chưa được nữa. Rồi được rồi, mua được nè, 1.000 năm fragment, let's go, mua được chip rồi. Lâm quanh tới chưa kìa. Điểm đi, điểm đi, điểm đi lên, kệ thằng nào đâu vô. Rồi rồi rồi, rồi. Điểm nè, 1, 2, 3, chơi, vô, 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 let's go. No. Em quên, em mặc tộc để chạy vô xong em không có tộc đi. Em không có trong võng rồi. Không sao đâu, không sao đâu. Lần này phải gọi là siêu khó luôn á, tên lửa nó rơi liên tục luôn kìa. Ui no. Nhường tôi kìa, làm gì có chuyện đó chàng trai. Làm gì có chuyện nhường tôi đó chàng trai. Mày, ui ui thằng này nó hắt. Thằng này hắt luôn ơi. Nào, nào Lâm Quạnh hả? Mấy này hắt hết luôn. Chết rồi, chết rồi. Mày hắt. Rồi không sao, đây xài chứ mochi mà, hai thằng hắt này. Ui da nó hắt kìa. Mỗi thằng hắt chết nè. Ui trời, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mày chưa chưa mày mày bật tộc luôn cho chắc ăn mới được. Mày hát đi, mày hát nữa đi, anh thắng hiểu rồi. Cân hai cân hai hát luôn, cân hai thôi hên lần này cầm được trái mochi, nhường đi mà má. No sorry nha, mình phải thức tỉnh thôi. Xin lỗi các bạn, mình mới thức tỉnh tộc thôi các bạn ơi. Rồi lần này sẽ chọn ghi màu đỏ nha, let's go. Mà nãy nó chơi hai thằng mà hai vết một cũng thắng được thôi chứ biết sao giờ. Lại luôn. Ui cái này là sai bót hai ghi đấy hả? Trời trời, anh bắn kìa, nó bắn quái mà em cũng bị nữa, hình như anh đánh quái rồi em chết luôn á. Ủa anh quýnh con quái mà sao em cũng dính đam đó vậy? Ê mấy con Ê. Ê, sao anh đánh hình nhân em mà em chết luôn vậy? Và bây giờ mình sẽ mua cái chip tiếp theo với giá là 2.000 fragment. Này mới là cái đầu tiên thôi, còn hai lần nữa lận. Thôi nói chung thì đợi xíu đi. Rồi, được rồi, 2.250 fragment. Rồi, mới bắt đầu ra đây. Bùm. Rồi thì sau 10 phút mình nghĩ là chúng ta đã có thể mua được cái upgrade thứ ba rồi thì phải đúng không? Chuẩn không? Yes sir, chuẩn luôn, mua upgrade thứ ba với 2.500 fragment. Ok, và trái quỷ để mình thức tỉnh ghê cuối cùng đó chính là trái... Ui ghê này rất là khó đó nha, nên là mong... Ui trái Venom nha các bạn, mọi việc không còn khó nữa với trái Venom rồi. Rồi nhanh kìa, phối mới kìa, phối mới kìa. Em điểm rồi, em điểm rồi, em điểm rồi. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Ê mà anh sợ cái gear cuối này nó có nhiều tên lửa hơn các bà, né không kịp là chết luôn quá. Rồi, lần này phải nghiêm túc nha các bạn, bây giờ nó bắt đầu nhiều hơn rồi đó. Sao nhiên nó nhiều lên dữ vậy? Nhiều quá. Ôi, ôi hết hồn, tưởng chết chứ what the hell. Và trận chiến này chỉ có một người tồn tại thôi, chính là... Ủa, gì vậy? Ui thằng đó nó bị gì tự nhiên reset luôn rồi. Thằng đó đặt tên là Rip Alabasta như đang đi tìm kho báu mà lộn vô cây này gì á. Ai bố bố bây giờ không? Chỗ này rồi sao em chạy? Ừ ha, cho mặt quá. Ê em chỉnh nó lên ơi. Ui. Ai bố phim cái đó nha Phố. Hả? Bùm. Em chạy được. Trời chạy, đạp vô cũng độc chết luôn.
chứ Venom mình đi hết tỉnh tộc bá đạo á, bắn cái bích cái phòng mẹ rồi. Yes sir, mình chính là người chiến thắng. Và gear cuối cùng mình nghĩ là mình sẽ lấy gear màu đỏ nha các bạn, bởi vì cái gear này nó khá là mạnh á, nó cho chúng ta khả năng bắn tỉa nè, super chum. Ok, gear super chum. Ấy nhanh cứu em lên ơi, dưới này có con khủng long đánh em. Thiệt hả? Thiệt hả? Em sắp chết luôn rồi, lên anh không xuống. Dạ, anh tới nè Phúc ơi, anh tới nè Phúc ơi. Mày hả khủng long? Đi. Ê anh, đây anh là vua độc mà. Ấy, gì vậy? Ê hiện không Phúc, em bị này giết hả? Thì mình nghĩ là bây giờ chúng ta có thể nhảy cao được rồi đúng không? Coi nè. Bùm. Lần trước á muốn nhảy cao được á thì phải bật haki quan sát nhảy cao được nha. Nãy quên đọc hướng dẫn sử dụng. Ok thì mình đã hoàn thành được nhiệm vụ, còn bây giờ thì tạm biệt các bạn nha. Let's go.